những cánh đồng lúa trải dài thẳng cánh cò bay, ngỡ như đồng bằng sông Hồng. Vườn đá có địa hình kỳ thú do cấu tạo địa chất đặc biệt. Những dấu ấn lịch sử của vương triều cũ. Căn cứ của cách mạng những ngày đầu khởi nghĩa. Đền chùa, miếu mạo, chốn thờ phụng tâm linh hay những màu sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Đó sẽ là điều bạn được trải nghiệm trong tuyến du lịch phía Bắc của công viên địa chất non nước Cao Bằng với tên gọi Hành trình về nguồn cội. Với thời lượng một ngày, đây sẽ là lựa chọn đầu tiên dành cho du khách khi đến với Cao Bằng. Điểm du lịch tâm linh đầu tiên trong hành trình trở về nguồn cội là đền Rẻ Đóng. Đền được xây dựng vào năm 1429, ban đầu thờ các vị thần sông, thần núi có công với người dân Tổng Nhượng Bản, Châu Thạch Lâm xưa. Đền gắn với sự tích trấn yên dòng sông, ngăn không cho thác lũ phá hoại mùa màng, gieo rắc tang thương cho người dân, nên sau này vua Mạc Kính Cung còn đặt tên là đền Giang Động. Đến thời Hậu Lê, đền được sửa sang thờ thêm Phật và Mẫu. Hang Ngườm Bốc, thôn Lam Sơn, xã Hồng Việt không chỉ là nơi chứa nhiều di chỉ thời tiền sử mà còn ghi dấu nhiều sự kiện lịch sử trong nhiều giai đoạn. Những năm đầu cách mạng, bác thường bí mật ghé qua lại hang Ngườm Bốc. Tại nơi đây, bác đã họp với lãnh đạo liên ủy Cao Bắc Lạng chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa tháng 8 và cũng là nơi diễn ra hội nghị tổng kết chiến dịch biên giới năm 1950 mà bác tham dự. Ngườm Bốc cũng là nơi xưởng quân giới Lê Tổ ở và làm việc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Theo truyền thuyết, đây còn là nơi cư ngụ đầu tiên của Bú Luông Sao Cải, tổ tiên của người Tày ở Cao Bằng. Trước mắt du khách hiện ra những chòm nhọn đá vôi cao trên 20m, rộng trên 10m, phủ trên là màu nâu đỏ của trầm tích Lục Nguyên và phun trào trẻ của hệ tầng sông Hiến. Đây là một điểm tham quan địa chất rất độc đáo, phản ánh một giai đoạn lịch sử trong kiến tạo của trái đất. Các quá trình phong hóa, hòa tan, rửa lũa, xâm thực, bao mòn trong điều kiện lục địa sau này đã bóc đi một phần đá phía trên. Trong khi nước ngấm từ trên mặt đất xuống dưới, theo các khe nứt trong đá vôi bị dập vỡ mạnh đã làm nên những cột đá như ta thấy. Địa điểm này không chỉ có giá trị về cảnh quan mà còn rất có ý nghĩa khoa học, chắc chắn sẽ rất bổ ích cho những du khách ưa khám phá. Hang Ngườm xưa là nơi in báo cờ đỏ, tiền thân của báo Cao Bằng. Theo truyền thuyết, đây còn là nơi chàng Pú Luông đánh nhau với hổ để bảo vệ cuộc sống bình yên cho gia đình mình. Theo truyền thuyết và những tư liệu lịch sử ghi lại, đền Vua Lê vốn là cung điện trong thành Na Lữ, thành do Cao Biển xây dựng. Đến thế kỷ 11, Nùng Tôn Phúc, cha của Nùng Chí Cao tự xưng là Chiêu Thánh Hoàng Đế, đổi tên Châu Quảng Nguyên làm nước Trường Sinh, rồi cho xây thành Na Lữ. Thời kỳ nhà Mạc, đây là cung điện của ba đời vua Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan và Mạc Kính Vũ. Sau này khi nhà Mạc sụp đổ, mới đổi thành đền thờ vua Lê Thái Tổ. Ngoài giá trị về mặt lịch sử, kiến trúc của đền vẫn còn hấp dẫn du khách đến tận ngày nay. Lên Cao Bằng khám phá khoa học địa chất, tại sao không? Cùng đi tìm hóa thạch cúc đá, một nhóm loài sinh vật biển thân mềm đã bị tuyệt diệt tại xã Kéo Yên, huyện Hà Quảng. Nó được cho là một trong những loài thân mềm tiến hóa cao nhất so với các loài còn sống. Chúng gần gũi với các loài bạch tuộc hay mực hơn là các loài có vỏ như ốc ảnh vũ. Những loài cúc đá cổ nhất xuất hiện trong thời kỳ Devon cách ngày nay khoảng 420 triệu năm. Trong khoa học địa chất, hóa thạch cúc đá rất có ý nghĩa định tuổi các tầng, lớp đá chứa chúng vì những giống loài cúc đá cụ thể thường chỉ sống trong những khoảng thời gian nhất định.
Đương nhiên, chúng còn cho ta thấy địa điểm chứa chúng ngày nay trong quá khứ, hàng trăm triệu năm trước đã từng là biển. Thú vị đấy chứ! Du khách cũng có thể hóa thân thành những nhà khoa học trong chuyến tham quan lần này. Nằm cách điểm hóa thạch Cốc Đá không xa, chính là địa điểm mà du khách tiếp tục khám phá những điều kỳ diệu của địa chất, cảnh quan kéo yên trong vùng lục khu kỳ vĩ. Nằm ở xã Kéo Yên cách thị trấn Xuân Hòa 15 km, thung lũng Kéo Yên phát triển dọc theo một đứt gãy cùng phương Tây Bắc Đông Nam. Thung lũng khá hẹp ở phía Tây Bắc, mở rộng về phía Đông Nam, đồng thời bề mặt của thung lũng cũng nghiêng dần về phía này. Vì thế nó được gọi là thung lũng hình túi. Điểm nổi bật của thung lũng này cũng như vẻ đẹp của vùng lục khu Cao Bằng chính là địa hình đá, nơi người dân sống chung với đá và chống chọi sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Xóm Luống Nọi, xã Ngọc Đào, huyện Hà Quảng là một trong những nơi còn lưu giữ và phát triển được nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Tày. Mỗi tấm vải thổ cẩm được dệt đều phải trải qua nhiều công đoạn như quay sợi, mắc khung, tạo hoa văn, dệt vải. Bà con dân tộc Tày đã sử dụng sợi bông nhuộm tràm và len màu sắc rực rỡ để dệt thổ cẩm. Đặc biệt, hoa văn trên thổ cẩm được dệt ở mặt trái và hiện lên ở mặt phải của tấm vải. Trên tấm thổ cẩm thường có 6 màu chủ đạo, gồm xanh, đỏ, vàng, tím, trắng, đen. Hoa văn trên miếng vải thổ cẩm là những hình ảnh quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày như hoa, chim muông, thú quý, thể hiện tư duy vũ trụ của người Tày. Tại đây, du khách còn có cơ hội được tìm hiểu về đặc trưng văn hóa của đồng bào dân tộc Tày. Bởi trong quan niệm văn hóa truyền thống của người Tày, phụ nữ từ khi còn nhỏ đã được dạy cách quay tơ dệt vải, đến khi về nhà chồng phải biết dệt vải, thổ cẩm. Vì những người lớn tuổi trong gia đình chỉ cần nhìn qua khung cửi là sẽ đánh giá được sự khéo léo, phẩm hạnh của người vợ tương lai. Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến trải nghiệm các điểm du lịch phía Bắc chính là Bác Bó. Ôi sáng xuân nay, xuân 41, trắng rừng biên giới nở hoa mơ, Bác về im lặng, con chim hót, thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ. Về thăm Bác Bó, du khách sẽ được trở lại không khí của một thời kháng chiến gian khổ, trường kỳ của dân tộc, cảm nhận nỗi vất vả nhưng đầy lạc quan ở nơi Bác đã từng sống và làm việc. Sáng ra bờ suối tối vào hang, cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng, bàn đá trông tranh dịch sử đảng, cuộc đời cách mạng thật là sang. Nơi du khách vẫn còn thấy được những kỷ vật cách đây hơn 80 năm. Hang lạnh nhớ tay người đốt củi, bập bùng lửa cháy suốt đêm đâu, ai hay ngọn lửa trong hang núi mà sáng muôn lòng vạn kiếp sau. Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà trưng bày khu di tích được xây dựng ngay tại điểm đầu đường vào Bác Bó. Đây cũng là địa điểm du khách có thể nhìn lại toàn bộ cảnh của khu di tích. Tại vị trí trang trọng phía trong đền thờ, nổi bật là bức hoành phi nạm vàng với câu "Hồng Nhật Cao Minh", nói lên công lao to lớn của vị lãnh tụ kính yêu. Hai bên là đôi câu đối: "Lãnh tụ trở về, nhật nguyệt bừng lên trời Bác Bó, anh hùng tụ lại, tinh hoa rực sáng đất Cao Bằng". Bác Bó hôm nay vẫn núi thiêng hùng vĩ, trong veo tiếng suối ngàn, như phút thiêng liêng mùa xuân xưa đón người. Ai đã đến, ai chưa đến đó, có hòn núi mát suối Lenin, hãy về thăm quê ta Bác Bó, nơi Bác về nguồn nước mới sinh. Vậy là chúng ta đã dành chọn một ngày cho chuyến trải nghiệm các điểm du lịch phía Bắc trở về nguồn cội trong công viên địa chất non nước Cao Bằng. Cùng đón xem tập sau với tuyến du lịch phía Tây khám phá Phía Oắc, vùng núi của những đổi thay vào tối thứ ba tuần sau.